bạn đã quay trở lại với UT Shop Channel. Hiện tại trên tay Hiếu đang là hộp của một chiếc điện thoại mà Hiếu nghĩ có thể đã rất quen thuộc với các bạn rồi. Và các bạn có biết đây là hộp của chiếc điện thoại gì không? Chính xác. Và video ngày hôm nay sẽ là một video khui hộp và trên tay nhanh chiếc điện thoại Nokia 3. Và chúng ta cùng bắt đầu thôi nhé. Và đây là cận cảnh chiếc hộp của chúng ta. Chiếc hộp được thiết kế khá là bắt mắt với nhiều màu sắc và chi tiết. Ở giữa này sẽ là một hình ảnh minh họa của Nokia 3 với hình ảnh hai người nắm tay nhau. Hình ảnh này làm mình liên tưởng tới biểu tượng nắm tay huyền thoại của Nokia hồi xưa. Còn ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một số thông tin của máy. Và bây giờ thì chúng ta cùng khui hộp luôn nha. Rồi. Mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy nằm chễm chệ ở đây một chiếc điện thoại Nokia 3 phiên bản màu đen. Đi kèm với máy thì chúng ta sẽ có một que chọc SIM, hướng dẫn sử dụng. Bên đây thì chúng ta có một cái hộp để xem trong cái hộp này có gì nha. Ở trong hộp thì chúng ta sẽ có một dây sạc micro USB. Dưới đây sẽ là một củ sạc và một tai nghe. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính ngày hôm nay nha. Đây, và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cảm giác đầu tiên khi mà cầm em này trên tay đó chính là mát lạnh ở các đầu ngón tay nơi mà tiếp xúc với cái phần viền kim loại này. Và cảm giác này là mình liên tưởng tới chiếc điện thoại Lumia 925. Và sẵn ở đây mình có một chiếc Lumia 925, mình sẽ so sánh cho các bạn xem nha. Về thiết kế thì hai em này đều có chung một thiết kế đó là khá là vuông vức ở các cạnh. Và tại sao mà mình lại có cảm giác giống nhau khi cầm? Tại vì hai em này đều có cái phần viền này được làm bằng kim loại và chỉ có cái phần mặt lưng này được làm bằng nhựa thôi. Chỉ có như đó thôi, còn lại thì mình thấy cũng không có giống nhau lắm. Phần lưng máy được phun sơn nhám giúp giảm trầy xước và bám vân tay bụi bẩn. Phần trên chúng ta sẽ thấy camera sau và đèn flash được gom về một cụm và được bảo vệ bởi một viền mỏng. Phía dưới là dòng chữ Nokia được khắc chìm. Di chuyển về phía cạnh phải thì chúng ta sẽ thấy một nút tăng giảm âm lượng và một nút nguồn. Hai nút này thì được viền bởi một viền diamond kết rất là hút mắt. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có khe SIM và khe thẻ nhớ. Ở cạnh trên thì chúng ta sẽ có một jack cắm tai nghe 3.5. Cạnh dưới thì sẽ có một cổng sạc micro USB, giải loa và một mic thoại. Nokia 3 có màn hình 5 inch độ phân giải HD với công nghệ màn hình IPS LCD và được bảo vệ bởi lớp kính Corning Gorilla Glass. Cảm giác cúc chạm trên màn hình rất là mượt, trải nghiệm xem phim cũng khá là ok. Trên đây chúng ta sẽ có một camera trước với độ phân giải là 8 megapixel, bên cạnh là một dải loa thoại. Phía dưới này sẽ là ba phím điều hướng. Nhiều người phàn nàn là ba phím điều hướng này không có được hỗ trợ đèn, nhưng mà đối với mình thì mình thấy không có đèn cũng được, không có đèn cũng không sao, bởi vì mình biết nó đây rồi thì cần đèn chi nữa. Về camera của máy, camera sau 8 megapixel chụp ảnh cho màu sắc khá là tươi, nhưng mà một điểm mình không thích đó chính là máy chụp và lưu ảnh khá là chậm. Khi mà chúng ta chụp ở chế độ HDR thì chúng ta phải chờ một thời gian lâu hơn nữa thì máy mới có thể chụp và lưu ảnh được. Camera selfie 8 megapixel chụp ảnh cho màu sắc cũng rất là tươi, nhưng mà nó vẫn bị một cái nhược điểm đó là chụp và lưu ảnh rất là chậm, cho nên là mình vừa chụp vừa nói chuyện một hồi là ra ảnh nghè hết luôn. Ngoài ra thì máy cũng có hỗ trợ chế độ làm đẹp, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy được chế độ này trong chế độ chụp, mà chỉ khi nào chụp xong rồi thì máy sẽ xuất cho chúng ta hai tấm ảnh và khi đó chúng ta mới thấy được chế độ làm đẹp của máy. Và mình thấy là chế độ làm đẹp của nó cà hơi bị lố tay, mình không thích cái chế độ làm đẹp này lắm. Về cấu hình, Nokia 3 được trang bị con chip MediaTek MT6737, hệ điều hành Android 7.0, 2GB, bộ nhớ trong 16GB, hỗ trợ tối đa 128GB thẻ nhớ ngoài. Máy sở hữu thêm pin có dung lượng là 2630mAh. Đây không phải là một cấu hình mạnh nhưng nó khá ổn trong tầm giá 3 triệu. Và vừa rồi là video khui hộp và trên tay nhanh chiếc điện thoại Nokia 3. Các bạn nghĩ gì về chiếc điện thoại này hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, các bạn đừng quên like và subscribe FT Shop nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video